Này nha. Cô em là live stream nha. Chị là chị quay thôi. Hello toàn thể mọi người. Hôm nay thì Quang Trưởng và nghệ sĩ Quế Hương xin Hương tới... Quế. À, nghệ sĩ Hương Quế xin gửi tới toàn thể quý vị những ca khúc những làn điệu chèo cổ. Những làn điệu dân ca quan họ và những làn điệu dân ca xin gửi tới toàn thể quý vị. Ôi, chị có ai gọi sao? Đầu tiên là giới thiệu từ từ để chị quay cho chị tạo. Chị bật đấy cho chị nói. Vâng, mời cả nhà đến với một làn điệu chèo cổ Quân Tử Vô Dịch do nghệ sĩ Hương Quế và nghệ sĩ Quang Trưởng thể hiện nhé. Xin chào đại gia đình Facebook cũng như là đại gia đình YouTube. À, nghe làn điệu này nhé. Chúc nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Lòng mình như này sáng mãi mờ chung bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết lòng quyền. Đổi xa lòng em ơi, lúc
Nhỉ? Cái này thu cực hay luôn. Đấy em thật phát mạng. Anh chưa có Facebook em. Cho bài Lý Do Duyên nhé. Em có nhạc em. Ừ, đấy đúng rồi, em lấy nhạc của em. À không, nhưng mà phải nhạc đây, nó bắt Bluetooth đây. À đấy à. Bây giờ sang cha chị em mình hát bài. Ô chị ơi, lên lên còn hay hơn Hồng Thu chị ạ. Lên hay. Lên mạng ấy. Hay lắm chị ạ. Hơi béo tí thôi. Bây giờ đâu? Mời cả nhà hát bài nhé. À, Lý Do Duyên nhé. Hai chị em cùng Lý Do Duyên nhé. Mời cả nhà thưởng thức bài hát Lý Do Duyên. Bài hát Lý Do Duyên do Quang Trường và nghệ sĩ em bấm cái Hương chị. Quế thể hiện. Thấy chưa, để em được rồi, bật đi. Trong thắm mơ mà mong mơ phải hơi
Sao lại chênh nhé? Chứ hát đôi trước xong rồi tính hát đơn sau. Đấy có đủ chị đuối không ạ? Dạ. Dạ vâng, sáng nay lạnh lắm chị ạ. Lạnh sợ, có sợ luôn. Hát tặng chuột buôn bốc buôn dầu. Ok Thảo nhá. Và tiếp tục hát bài sang này tranh. Tiếp tục thì tặng cả nhà bài hát đôi trước nhá, xong rồi là hát đơn. Chờ bà lớn chuyện xa ngang, câu thơ đắp giá ngàn vàng cũng lên. Nắng để nhìn xem ông trai đầu bạc thuyền ái ấm, ép hồ bạc ấm sao phù đỏ như bồ quân. Hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào đi, tưởng đâu bây giờ ta lạc đi chốn đào nguyên đi mà kỳ ơi ơi ơi.
sẽ để nó hết nhạc đi. Cảm ơn anh Dũng nha. Cảm ơn cả nhà, Hương Quế và quan trưởng hát theo yêu cầu nhà mình thích chèo hay là bolero sẽ tặng. À đây đây, chuyển chuyển một lúc giờ. Thế hình như chị không có nhạc nữa. Thế để chị tắt bluetooth nhé, em kết nối lại bluetooth nhé. Thảo ơi, tặng chuột buôn bấc buôn dầu nhá. Mình chờ hát đây. Micro phun xe. Em tắt đi đã, tắt đi em bật bluetooth lên. Bật bluetooth lên trước. Đấy, xong em bật lên thì nó sẽ kết nối được rồi đấy. Em hát quan họ có gì không phải anh Dũng bỏ qua nhá. Tại vì nó không phải là chuyên môn lắm. Nghĩa là tranh thủ làm tí, tí lại lên YouTube là có chứ. Không phải là chuyên môn lắm nên là có gì anh Dũng bỏ qua nhá. Cái này vào. Cả gáy ô là sáng canh, chứ tôi sầu
Trẻ Xuân nhé. Hai chị em Trẻ Xuân nhé. Ok. Hát những bài đôi cho nó vui đã, xong rồi chốc mình thu xong. Giới thiệu đi cả nhà đến về hát Trẻ Xuân hai chị em ạ. Xin mời cả nhà đến với một ca khúc được mang tên Chảy Hội Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức dưới giọng ca của nghệ sĩ Hương Quế và nghệ sĩ Quang Trường. Kết nối được rồi ra nhỉ? Rồi. Ba rồi. Chảy Hội Xuân là cái nhạc này, đàn này, đàn cái máy này lấy nhạc nó tắt của chị đi, tắt của chị, cố em cứ quay đi. Nào bắt đầu hát thì bắt đầu được thì quay. Mình quay clip thì mình phải quay đi. Hình như xong hết pin. Em chào anh ạ. Anh anh vào đây hát. Quê ơi. Dạ. Ông anh đang đăng ký mày. Chán thế cứ lên cầm mic cứ tìm mãi chẳng thấy em. Em mời anh mãi. Này chung rồi, hôm qua mà nghỉ thì anh có một bàn tay nhưng mà lành quanh lột mẹ mới. Em lộn. Anh ngồi trong, anh ngồi trong, em đang live chim, anh ngồi trong. Chim là phải live em. Chim là phải live. Chim phải live. Em hát trước. Tắm rồi. Tắm tối đấy. Hết pin. À hết pin rồi. Đây. Còn có hát live chim với em ai không? Hát chim này. Ủa quà hả kéo. Ủa trong này. Má đồng tiền cùng đi, mắt bóng mùa lâu lâu lại. Nơi hoài hà vui trong trái kia, áo dài đẹp mà chưa. Kia là chị hai đi chạy mồi, kia là anh ba đi chạy mồi. Đông vương lan trên sông. Thank you.
Nhạc anh hát về gì anh ơi? Hài nữ quần trọng nghe quân. Sao quá hợp nha. Chơi luôn nào. Em ơi, em chị cũng live stream vào.